chào mọi người, mọi người trở lại với kênh Karaoke Cuộc Sống Hàn Quốc của mình nha. Hôm nay mình sẽ nấu món tim bò xào với củ hành đó mọi người. Bây giờ mọi người cùng theo mình nấu món tim bò xào củ hành nha. Chung với mình nha. Ôi thơm quá mọi người, thơm mùi của hành dễ sợ luôn á. Nó mặn kèm với nước tương ớt. Tim bò ăn nó dai dai ngon dễ sợ mọi người. Củ hành ăn ngọt ngay luôn á. Rồi nó hăng mọi người, hăng tới mũi luôn à. Thử vô đây. Ở đây mình nấu ăn á mọi người, hồi bữa mình không có biết nấu ăn á mọi người, mình sử dụng dầu hào á mọi người để mình xào rau xào đồ ăn á mọi người, rất là ngon luôn á, hương vị nó đậm đà mà nó ngon nữa. Hồi ở Việt Nam mình thì mình hay dùng nước mắm á mọi người, cái mình qua đây á, cái mình đi siêu thị á, mình thấy dầu hào á mọi người, cái mình mua thử mình xài. Ai dèm dầu hào xào rất là ngon mọi người ơi. Bất thứ
Cái món xào nào mà có dầu hào vô cũng ngon nữa mọi người. Ngon dữ lắm. Mình thích ăn củ hành lắm nha. Nó dắt lên nửa mũi, ôi trời ơi. Cay quá. Mình thích ăn tiêu nữa mọi người. Ăn nó dai dai cũng ngon. Mình phải ăn tim heo, tim gà, tim vịt, tim bò, nói chung là kính thưa các loại tim mọi người. Đừng tim người là được rồi. Đặc biệt ăn gì cũng phải có chén chấm ở bên mà. Chấm chấm ăn ngon. Đặc biệt là món xào mọi người. Rồi cái nước chấm lên coi cái bên. Này phải có bánh mì với mọi người. Mình ăn bánh mì cũng ngon lắm. Tim bò này mọi người. Mình không có sắt đâu. Mình mua ở trong siêu thị châu Á, người ta sắp sẵn á, chứ không có bán nguyên nguyên cái tim. Rồi sóc phật nhỏ nhỏ như nè mọi người, nhìn nó không có hấp dẫn bằng mình tự sóc. Mình sóc thái mỏng mỏng thì nó nhìn nó hấp dẫn hơn, còn sóc phục phục vậy nhìn nó nát cái tim hết trơn, nhưng mà mình kiếm nguyên cái tim không có. Làm như ở đây người ta thấy nguyên cái tim người ta sợ hay sao mọi người, người ta cắt ra trơn rồi. Mà không có tìm được nguyên cái tim luôn á. Mà nó ngọt. Củ hành mua lựa, củ hành nhỏ nhỏ mà đừng mua lựa bự quá. Ăn ngọt ngay luôn. Xào giờ chín tới thôi. Cũng xào chín quá. Ăn nó ngon. Mọi người ai mà không có thích ăn gắt á thì mình xào xào cho chín chút xíu, còn ai mà thích ăn gắt gắt hanh hanh đó mọi người, mình xào vừa chín tới rồi mình cho xuống được rồi, ăn nó cay cay nó hanh. Ngon quá. Này em cũng kèm với trà đá. Yeah.
Sao nhận tim bò ăn dai dai ngon dữ thử. Người Tây ở đây mọi người, người Anh ở đây nè, người ta không có thích mấy cái gì mà dai dai gì đâu, gà cũng vậy mọi người, nấu mềm rụt luôn á, nấu mềm xèo luôn á. Nhiều khi ăn ăn chung với em người ở đây người ta nấu mọi người ăn cũng được luôn á, gà nấu mềm xèo, nấu mềm rụt nhữ trơn, ăn gì nữa. Tao không có ăn mấy cái tim với lại tim này, người ta cũng thấy, người ta cũng sợ mọi người, tao không có ăn nội tạng. Ba ba thêm chén cơm thứ hai mọi người, đồ ăn ngon quá trời luôn. Bữa nào mà ăn trúng món mình thích mọi người, quốc lần ba chén cơm luôn. Công nhận củ hành xào cái này cũng đúng, chẳng phải ra nói là nó hợp dễ sợ mà. Củ hành xào trong cái thịt bò nó hợp ghê, đúng ngon sợ. Thêm chấm cái nước tương ớt nữa mọi người, cay cay nó ngon. No quá mọi người ơi, ngon quá trời luôn. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy thích video của mình thì hãy cho mình một like hay là bấm đăng ký kênh mọi người, để tiện theo dõi những video tiếp theo của mình. Sắp tới này nữa mình sẽ làm thêm những video về hay và ý nghĩa về cuộc sống Anh Quốc để cho mọi người thưởng thức ha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt.